Chào các bạn. Tối hôm nay như lịch chúng ta lại bắt đầu một cái chủ đề livestream mới. Bây giờ là đúng 9 giờ rưỡi và chúng ta có khoảng một tiếng để chúng ta cùng nhau theo dõi cái livestream này. Và mình rất là vui, nếu có thời gian rảnh nhiều hơn thì mình dành những buổi tối cuối tuần này để chúng ta cùng nhau livestream, để chúng ta cùng nhau biết nhau, tiếp cận nhau với rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước. Thông qua những cái livestream như vậy thì chúng ta mới gặp được nhau, chúng ta biết nhau. Và cũng thông qua những cái livestream nó như vậy thì các bạn và mình cũng gặp được nhau. Những người mà lạ đó thì chúng ta có dịp biết nhau. Còn những người mà cũng đã biết mình rồi thì như thế nào à? Cũng có dịp thông qua cái livestream này chúng ta giao lưu, chúng ta kết nối với nhau. Và chính vì vậy đó mà mình cũng thường xuyên chia sẻ những chủ đề này vào những cái buổi tối khi mình rảnh. Và hôm nay đúng hẹn mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề nó rất là đặc biệt. Mình phải nói là cái chủ đề này vô cùng đặc biệt. Đó là ai cũng tồn tại một cái việc là chúng ta hoài nghi vào chính cái con người của mình. Và tối hôm qua các bạn nào đã xem cái livestream của mình rồi, các bạn nào rảnh thì các bạn phải xem cái livestream tối hôm qua. Tối hôm qua là mình nói là 10 cái điều để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Thì trong đó nó có một cái điều mà mình hứa là tối hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, đó là mình hoài nghi vào chính mình. Và khi các bạn hoài nghi vào chính mình thì cái chuyện gì xảy ra các bạn? Bạn tự giết chết. Bạn tự giết chết tất cả, bạn giết chết chính bạn luôn. Và bạn giết chết những người xung quanh. Bạn sẽ không làm được cái gì trên đời này nếu bạn luôn hoài nghi vào chính cái con người của mình. Và cái điều này là điều nó không phù hợp. Và bây giờ trong thời gian chờ cái lượng người xem lên đông, thì các bạn phải chuẩn bị cây viết và tờ giấy. Sáng nay các bạn có đọc cái bài viết của mình chưa ạ? Cây viết và tờ giấy chúng ta phải xem một cách rất là nghiêm túc. Còn các bạn mà xem không nghiêm túc thì cái hành động của bạn trong cuộc sống, bạn làm những việc khác nó cũng không có nghiêm túc đâu. Và tối hôm nay các bạn dành phải ít nhất là một tiếng đồng hồ để các bạn xem cái livestream này. Và cái thông thường cũng vậy, trước khi vào livestream này thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn chào mọi người, chúng ta cùng nhau chào mọi người để chúng ta biết nhau. Thứ nhất là thông qua cái livestream này chúng ta quen biết nhau, các bạn quen biết mình quen biết với các bạn. Và để mình quen biết với các bạn thì các bạn phải giới thiệu các bạn rõ ràng. Tôi là họ tên là gì, tôi đến từ đâu, tôi đang kinh doanh cái gì, và hiện tại tôi có cái nhu cầu là tuyển nhân viên, hay là tôi có nhu cầu bán hàng, hay là tôi có nhu cầu tôi đang ở cái khu vực nào. Chúng ta cứ làm như vậy. Nếu các bạn ngồi im á, các bạn xem livestream này các bạn ngồi im á thì các bạn không có năng lượng đâu, mà các bạn cứ comment đi. Các bạn cứ comment xuống là các bạn năng lượng liền. Còn các bạn cứ ngồi xem vậy, rồi xem vậy, các bạn không hoạt động gì hết. Cái con người của bạn nó không có năng lượng đâu. Nó là xem livestream là mình yêu cầu các bạn làm cái gì là các bạn phải làm nó như vậy, thì tự nhiên cái con người bạn nó năng lượng lên. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải chia sẻ cái livestream này. Các bạn phải chia sẻ, bấm vào cái nút chia sẻ đi ạ. Các bạn nhìn trên Facebook các bạn không? Nhìn trên Facebook. Các bạn thấy có cái nút chia sẻ mà. Các bạn thấy có nút chia sẻ trên Facebook à? Bấm vào cái nút chia sẻ này để chia sẻ cái livestream này, để làm gì ạ? Chia sẻ này để cho nhiều người biết. Vì sao nhiều người biết à? Nó quan trọng ạ. Cái việc mà chia sẻ nhiều người biết á là người ta chưa biết mình. Mình ví dụ đi, người ta chưa có biết mình. Mà nó như thế nào ạ? Và thông qua cái livestream mà bạn chia sẻ thì nó như thế nào? Những cái bạn đó biết về mình và họ xem cái livestream này, nó giúp cho họ thay đổi được cái góc nhìn, giúp cho họ không còn hồ nghi về chính họ nữa. Thì ai là người mang gieo cái hạt tốt đó cái hạt giống đó tốt đó chính là bạn. Bạn là người gieo được cái hạt giống đó tốt và thế là những cái điều tốt lành, những cái năng lượng tốt lành nó sẽ được trả về cho bạn. Những người thành công là những người họ liên tục gieo những cái hạt giống tốt. Chúng ta muốn có mùa gặt bội thu thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta phải làm công đoạn là gieo. Nên là bây giờ các bạn hãy đảm bảo rằng mỗi người chúng ta bấm vào và chúng ta chia sẻ, bấm vào để chia sẻ đi ạ. Và bạn nào đó mà chưa bấm vào chia sẻ, nghĩa là nó đang thể hiện là bạn vẫn còn đang hồ nghi. Mà tối nay là chúng ta xem cái chủ đề là về hồ nghi mà. Và các bạn vẫn còn hồ nghi, các bạn vẫn còn đang đa nghi, các bạn vẫn còn đang giữ cái giới hạn của mình. Các bạn thấy không? Mình là một người cà lâm. Mình là một người cà lâm. Và mình cũng đã 42, 43 tuổi rồi. Nhưng mà mình vẫn livestream với các bạn rất là bình thường. Có chết chóc gì đâu.
Nó là chúng ta cứ có những cái niềm tin rất là giới hạn, cứ suy nghĩ giới hạn, sợ live stream, rồi sợ chia sẻ, rồi sợ mọi người đánh giá mình này kia. Nghĩa là nó thể hiện cái hoài nghi của bạn nó quá lớn. Và khi cái hoài nghi của bạn nó quá lớn á, thì chúng ta sẽ không làm được cái gì đó. Bấm cái live stream chia sẻ không mà chúng ta còn không dám bấm nữa thì chúng ta làm gì? Nên là bây giờ hãy giới thiệu về mình. Bạn đang ở đâu, bạn đang ở cái khu vực nào và bạn đang cần có nhu cầu gì để mọi người cùng biết về bạn và mình cũng biết về bạn. Bạn nào lần đầu tiên bước mình thì chúng ta kết bạn với nhau, chúng ta làm bạn với nhau. Các bạn inbox cho mình, các bạn nói là các bạn là người mới, hãy kết bạn với các bạn. Thì sau khi livestream này xong thì mình sẽ gì ạ? Mình cũng sẽ kết bạn với bạn. Các bạn nhìn chưa? Nên là chúng ta, và bây giờ mình sẽ dành một phút để mình giới thiệu về mình trước khi mình bắt đầu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình có cái trung tâm đào tạo gọi là Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình chỉ có một chút xíu để mình giới thiệu về mình thôi. Và năm nay mình cũng đã là 42 tuổi rồi và cái trung tâm này mình thành lập cho tới giờ cũng được 8 năm rồi. Mình có viết hai cái quyển sách hiện tại trên bàn mình các bạn thấy không ạ? Quyển Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu, và B-Training là cái trung tâm của mình đây. Ok chưa? Cái quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này mình hướng dẫn cho bạn một cái quy trình trong kinh doanh và khởi nghiệp để các bạn từng bước các bạn đi lên. Và cái quyển này là Beyond The Way, là cái quyển này là được dịch ra từ tiếng Anh của cái quyển Vượt Biển Lớn và hiện tại đang bán trên Amazon. Và nó đang bán ở thị trường Mỹ. Rất là, nếu các bạn nào quan tâm những cái tài liệu về kinh doanh, cách hướng dẫn làm sao để các bạn kinh doanh tốt thì các bạn hãy mua những cái quyển sách của mình. Các bạn inbox cho mình số điện thoại thì mình sẽ gửi cho bạn trên khắp mọi miền đất nước. Rồi, chúng ta sẽ hết một phút quảng cáo rồi. Bây giờ để gì à? Để công bằng thì các bạn cũng quảng cáo lĩnh vực của các bạn ở chỗ này. Các bạn cứ quảng cáo lĩnh vực của bạn trên cái comment của các bạn. Thứ nhất, các bạn giới thiệu họ tên của bạn là gì. Cái thứ hai là bạn đang kinh doanh lĩnh vực nào. Cái thứ ba là các bạn cho số điện thoại. Cái thứ tư là các bạn giới thiệu xem bạn đang cần nhu cầu nào. Bạn đang cần khách hàng lẻ hay bạn đang cần khách hàng đại lý, hay là bạn đang cần có bị vướng về nhân sự, cần những người kết nối với nhau. Ok, chúng ta phải giới thiệu và chúng ta cứ làm như vậy đi. Chúng ta đừng có suy nghĩ, cứ đừng có bị những cái giới hạn nó hạn chế, rồi nghi ngờ, rồi đủ thứ hết. Nó chả giải quyết được cái vấn đề gì hết. Nên là hãy làm đi, làm và con người của bạn nó sẽ năng lượng. Nếu bạn xem livestream này mà bạn không chịu gì à, không chịu comment và không chịu làm hết á, thì con người bạn nó vô cùng mất năng lượng, bạn thụ động vô cùng. Nên là hãy làm ngay tức khắc ngay bây giờ và tự nhiên con người bạn thấy nó năng lượng lắm. Và vì sao chúng ta có cái chủ đề tối hôm nay? Tối hôm qua mình chia sẻ là 10 cách để chúng ta đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Và chúng kể cả chúng ta biết 10 cách đó và chúng ta làm rất tốt, nhưng nếu mà bạn bị vướng một cái tính cách là bạn hoài nghi vào chính mình, bạn hoài nghi vào cái mục tiêu của mình, bạn hoài nghi vào cái gì ạ? Bạn hoài nghi vào cái con số mình đã lập ra, bạn hoài nghi vào những chiến lược kinh doanh của mình, thì tất cả nó như thế nào ạ? Tất cả cái điều đó nó giết chết dự án của bạn và nó giết chết cái con người của bạn, nó giết chết cái kế hoạch kinh doanh của bạn. Đó là lý do vì sao mà tối hôm nay mình chia sẻ một cái live stream nói về cái cách làm sao kiểm soát được cái hoài nghi của mình. Các bạn hiểu chưa? Và cái con người thì ai cũng tồn tại có hoài nghi hết. Không phải là mình không có đâu, nhưng mà mình có cái thói quen và mình có cách để mình vượt qua được cái đó. Thì chính các bạn cũng vậy. Và rất là nhiều người hiện tại họ cũng đang tồn tại có hoài nghi vào chính cái con người của mình. Thì bạn chia sẻ cái live stream này về, và hoặc là bạn lưu về cái trang nhà bạn, thì tất cả những con người này họ như thế nào, họ sẽ biết về và họ sẽ cảm ơn rất bạn rất là nhiều về cái chủ đề này. Và chúng ta đảm bảo rằng được 100 người xem cái live stream này là mình sẽ vào chủ đề chính liền. Bây giờ đã được 85 người rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Và mình kiểm tra lại thử là ai đã chia sẻ cái live stream này rồi. Được 42 lượt chia sẻ rồi. Bạn Lê Minh Kha, bạn chia sẻ chưa? Bạn Đông Phương Nguyễn, bạn chia sẻ chưa? Các bạn bấm vào nút chia sẻ chưa? Bạn Thịnh Lê mới vừa chia sẻ, bạn rất là tuyệt vời. Bạn ai? Bạn Trâm, ok, bạn Trâm rất là tuyệt vời. Bạn John Trần, ok, chào bạn John Trần.
Lâu quá chưa gặp bạn, nhưng mà vừa rồi nghe bạn giới thiệu thì bạn kinh doanh nhiều thứ quá. Bạn Võ Hoàng Minh kinh doanh bên máy photocopy, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Minh đã chia sẻ cái livestream này chưa? Chúng ta lên 92 người rồi, rất là tuyệt vời. Đủ 100 người là mình sẽ chia sẻ liền, mình sẽ chia sẻ cái bước số 1 liền. Lên 94 người rồi, các bạn là những người rất là tuyệt vời. Lên 97 người rồi, bạn Nguyễn Văn Vượng bạn đã chia sẻ rồi. Bạn Tới Xoắn bạn đã chia sẻ rồi, ok. Lên 95 người rồi, còn cứ tí tí nữa thôi các bạn ơi, chia sẻ vào các cái group. Chia sẻ, mời bạn bè mình vào và chúng ta cùng xem. Để chúng ta cùng nhau dạt 99 người rồi, ok. Rất là tuyệt vời, một con số 100 người rồi, tuyệt vời, ok. Đã cam kết rồi, 100 người rồi, thì bây giờ bắt đầu mình chia sẻ, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì các bạn lấy tập viết ra và các bạn ghi vào. Và chúng ta có một tiếng đồng hồ, các bạn phải cam kết với mình. Là chúng ta cam kết chúng ta có một tiếng đồng hồ để chúng ta theo dõi cái chương trình này. Bao nhiêu các bạn? Một tiếng đồng hồ, ok. Vậy thì bây giờ các bạn ghi vào cái bước số 1. Khi mà các bạn lên một cái mục tiêu mới, bạn nên nhớ, khi các bạn lên một cái mục tiêu mới hoặc là bạn dự định làm một cái gì đó mới, thì ngay trong chính bản thân con người chúng ta, nó trong quá trình bạn làm á, hoặc là bạn chuẩn bị làm, thì trong con người chúng ta nó xuất hiện một cái, đó là mình nản rồi, người ta gọi là cái tiếng nó nhỏ, nó nản rồi bắt đầu nó tự suy diễn đủ thứ đó. Không biết là chúng ta có làm được không, không biết là dự án chúng ta nó như vậy nó có đạt được không. Tức là bạn có hàng loạt những cái câu hỏi, những câu hỏi linh tinh đó, nó ở trong đầu của bạn và nó làm cho bạn rối đi. Thì cái bước đầu tiên, bước số 1, ok. Cái bước số 1 thì các bạn phải như thế nào các bạn phải đảm bảo ra được một vấn đề nó rất là tuyệt vời. Nghĩa là cái bước số 1 là bước nhìn lại. Nhìn lại nghĩa là gì? Nhìn lại tại sao chúng ta lại bắt đầu cái công việc này. Nhìn lại tại sao chúng ta lại ra kinh doanh. Nhìn lại tại sao chúng ta lại lập ra một cái dự án với cái doanh số hoặc là với cái công việc nó như vậy. Cái bước đầu tiên gọi là cái bước nhìn lại. Nhìn lại chính mình. Nhìn lại hỏi lại là tại sao lúc xưa chúng ta bắt đầu. Hỏi lại là tại sao chúng ta phải ra khởi nghiệp. Và chính vì cái sự nhìn lại đó, hỏi lý do vì sao hồi kia chúng ta bắt đầu thì nó làm. Thông thường mình nghe mọi người hay nói cái câu trước khi bạn bỏ cuộc, bạn hãy suy nghĩ xem tại sao, lý do tại sao chúng ta bắt đầu. Bạn hòn vô ra chỗ này chưa? Ok chưa? Vậy thì chúng ta phải ngồi và chúng ta nhìn lại. Vậy thì cái việc mà chúng ta hoài nghi vào chính mình rồi chúng ta muốn bỏ cuộc, thì lý do nó là tại sao? Tại vì tại sao hồi kia nó có lý do gì chúng ta mới bắt đầu chứ? Chúng ta làm công bao nhiêu năm chúng ta chán quá thì chúng ta mới bắt đầu đổi mới chứ. Các bạn chưa? Nên là cái bước nhìn lại, cái bước nó giúp cho mình nhìn lại những cái việc trước đây, nó làm cho mình không còn hoài nghi nữa. Bản thân mình mà mỗi lần mình hoài nghi một việc gì đó thì bắt đầu mình nhìn lại. Nhìn lại cái tình cảnh như thế nào thì nó sẽ giúp cho mình như thế nào nó đỡ hoài nghi ra, nó giúp cho mình tự tin. Lý do hồi kia mình bứt phá ra mình làm cái việc này bởi vì cái việc kia nó còn chán hơn nữa. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Đó là nó, các bạn phải dành ra ít phút hoặc là các bạn dành ra một tiếng, các bạn dành ra hai tiếng, các bạn ngồi nhìn lại cái phía trước đó, cái quá khứ đó chúng ta đã làm những cái gì. Ok. Vậy thì bước 1 là bước nói về gì bạn? Là chúng ta phải nhìn lại. Vâng, chào các bạn rất là nhiều. Và các bạn comment giới thiệu về các bạn đi. Hồi nãy giờ mình không thấy các bạn giới thiệu về các bạn. Chào bạn Nguyên Quyền. Ok chưa? Chào bạn Truy Hình. Mình tên Trí, mình ở Đồng Tháp. Chào tất cả mọi người, rất là tuyệt vời. Bạn nào mới quen biết mình thì các bạn hãy inbox cho mình, các bạn kết bạn với mình, các bạn làm quen giữa mình, các bạn giới thiệu các bạn lên hết trên comment đi. Chào bạn Hoàng Trí Dân, ok. Chào bạn Nguyễn Anh ở Bình Dương, bạn kinh doanh ga. Chào bạn Thủy Lê, công ty Đa Liêm, ok. Chào bạn Lan Hương, chúc thầy buổi tối vui vẻ, rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Xuân Huy. Mình tin là nghĩa sao? Mình tên mình tin là gì bạn Phạm Xuân Huy ơi? Ok. Vậy thì các bạn mới, các bạn đã chia sẻ cái livestream về nhà các bạn chưa? Các bạn phải bấm vào nút chia sẻ đi. Chào bạn Minh Tân, bạn ở Hải Phòng. Wow, bạn Minh Tân ở Túc Hạ, Hải Phòng.
Chào bạn Lý Minh Khang, rất là tuyệt vời. Chào bạn Trần Việt, em chào thầy, ok. Chào bạn Việt, chào bạn Nguyễn Hoàng Trương, ok. Các bạn giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của các bạn đi. Chào bạn Trí Dân, em ở quận 9, ok. Chào bạn Đỗ Teresa, em chào thầy, em tên Đỗ Thúy, chào mọi người, ok. Rất là tuyệt vời. Mình tên Huy, mình kinh doanh bên bảo hiểm. Chào tất cả các bạn và chúc thầy thật nhiều sức khỏe, ok. Các bạn rất là năng lượng. Chào bạn Nguyễn Văn Linh, chào bạn Huy Phan, ok. Rất là tuyệt vời. Bây giờ mình nhắc lại các bạn, sau khi xem hết cái livestream này thì các bạn vào Facebook của mình, các bạn vào Facebook của mình, các bạn xem lại cái livestream tối hôm qua, bởi vì hai cái livestream này nó liên quan với nhau, hai livestream này nó liên quan với nhau, nên đó là lý do mà các bạn phải xem kỹ lại cái livestream tối hôm qua. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình đến cái bước số 2. Ok, cái bước số 2. Chào bạn Thảo Nguyễn, ok, Nguyễn Thảo, ok. Bước số 2 là chúng ta gì ạ? Chúng ta hỏi bạn bè mình. Cái bước số 2 là cái bước chúng ta hỏi bạn bè mình. Họ nhờ, tức là chúng ta phải tìm những người họ đã thành công và họ có cái niềm tin tích cực. Chứ chúng ta đừng có hỏi những cái người tiêu cực. Các bạn mà hỏi những người tiêu cực, tức là có những bạn cũng đi hỏi, khi mà các bạn hồ nghi thì các bạn cũng đi hỏi. Nhưng mà các bạn hỏi như thế nào ạ? Các bạn gặp ai các bạn cũng hỏi, và hỏi đúng mấy ông dở hơi thì ông làm cho bạn hồ nghi thêm. Bạn hình dung chưa? Nên là các bạn phải gì ạ? Các bạn phải đi hỏi những người họ đã thành công và tư duy họ rất là tích cực. Đừng cứ đi hỏi mấy cái ông dở hơi, không phải là gặp ai cũng hỏi. Nên là hơi tối thôi, ok. Ủa, hơi tối ạ? Các bạn có thấy tối không ạ? Mình hỏi các bạn có thấy tối không ạ? Nghe bạn Thủy nói thì hơi tối, còn trên cái máy mình thì mình thấy nó sáng quá. Các bạn thấy có cái vấn đề gì thì các bạn cứ comment cho mình biết nè, để mình điều chỉnh. Ok, để mình điều chỉnh nha. Vậy thì chúng ta, cái bước 2 là chúng ta đi hỏi bạn bè của mình. Tuy nhiên, những người mà chúng ta hỏi là chúng ta hỏi những người gì ạ? Những người họ gì ạ? Có tối giờ hết rồi, ok. Cảm ơn bạn Thúy nhiều. Mặt thầy hơi tối, hơi bóng á. Hơi bóng là do là chắc là mình ngồi, cái ánh sáng nó dọi từ trên đầu xuống, ok, chứ nó không có ánh sáng ngang, ok. Vậy thì cũng không sao, chúng ta lại cứ bắt đầu. Ok, dạ được rồi, thầy đã được rồi, không cần điều chỉnh nữa đâu ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, rất là tuyệt vời, dạ là mình biết rồi, mà lại tiếp tục đi. Chúng ta hỏi bạn bè mình, những cái người mà họ đã thành công và các bạn thấy họ rất là năng lượng và họ có niềm tin vào cuộc sống, họ có niềm tin vào công việc của họ, và họ hàng ngày họ vô cùng tập trung, và chúng ta hỏi người đó về cái công việc kinh doanh của chúng ta, về cái dự án của chúng ta, và nói họ hãy cho chúng ta những cái lời khuyên chân tình. Chứ đừng có nói họ đánh giá đồ gì đó. Hỏi họ là mình đang gặp những cái vấn đề nó như vậy, mình làm mà nó không được, hoặc là mình vướng những cái yếu tố như vậy, cái giải pháp đó là cái gì. Tức là cái cách đặt câu hỏi, chúng ta có 3 cách đặt câu hỏi lận. Và cái 3 cách đặt câu hỏi nó như thế nào, sáng mai các bạn xem cái bài viết của mình. Bây giờ mình không nói ở đây. Chúng ta có 3 cách đặt câu hỏi. Nếu chúng ta đặt câu hỏi băng quơ thì người ta sẽ trả lời cho bạn một cách rất là băng quơ. Bạn hình dung chưa? Còn nếu mà chúng ta đặt những câu hỏi quan trọng và những câu hỏi cụ thể thì người ta sẽ trả lời cho ta rất là nhiều những cái bí quyết và những cái cụ thể. Tóm lại là chúng ta phải biết cách đặt câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta tìm đúng người, đúng cái thằng bạn mà chúng ta cần hỏi. Cái thứ hai là chúng ta phải gì ạ? Phải biết cách đặt câu hỏi. Cái cách đặt câu hỏi như thế nào? Thì các bạn ngày mai xem cái bài viết của mình. Cái bài viết ngày mai mình sẽ gì ạ? Mình sẽ chỉ cho bạn 3 cách đặt câu hỏi. Và cái cách đặt câu hỏi là sức mạnh. Cái cách đặt câu hỏi là sức mạnh. Để các bạn gì ạ? Để các bạn biết cách, sau này các bạn biết cách đi đâu các bạn cũng đặt được cái câu hỏi tốt hết. Ok chưa? Nó là để biết được cái cách đặt câu hỏi thì như thế nào các bạn ơi? Ngày mai xem bài chia sẻ của mình
ba cách đặt câu hỏi và ba cái cách nhìn cuộc sống để các bạn mạnh mẽ hơn. Ok, các bạn thấy hình dung ra điều này. Thì khi mà chúng ta đặt những câu hỏi cụ thể cho những người bạn, thì những người bạn đó họ cho chúng ta những cái giải pháp rất là tuyệt vời. Họ sẽ nói cụ thể cho chúng ta, họ phân tích ra cho chúng ta những cái số liệu, thì chúng ta tự nhiên chúng ta nó rõ ràng ra, tự nhiên nó rất là rõ ràng ra. Ví dụ như mới ngày hôm nay thôi, mình gặp một bạn là bạn kinh doanh bên gạo, ok chưa? Và khi mà gặp mình á, thì mình hỏi bạn liền, mình hỏi bạn là mục tiêu của em năm nay gồm những ba mục tiêu quan trọng của em trong năm nay là gì? Thì bạn nói là mục tiêu năm nay của em là phải đạt doanh số, ok chưa? 100 mấy tỷ, tại cái doanh nghiệp của bạn á, nó đã lên 100 mấy tỷ rồi. Và mình hỏi cụ thể là bao nhiêu, thì bạn nói đúng cái con số đó, và mình yêu cầu ghi xuống. Vậy cái con số này hơn cái con số trước là bao nhiêu phần trăm? Bạn nói là 20%. Thực sự là không phải là bạn như thế nào, không phải là bạn không có những con số đó, nhưng mà mình hỏi bạn như vậy để gì để bạn ghi rất là rõ ràng những con số ra. Và khi rõ ràng cụ thể vậy thì nó làm cho bạn tự tin lên để bạn gì. Và sau cái buổi nói chuyện đó, mình làm rõ cho bạn các cái con số, làm rõ cho bạn các cái hệ thống đại lý và cái cách chiến lược đi từ các quận. Thì khi mà nó rõ ràng như vậy thì nó làm cho bạn gì? Nó làm cho bạn rất là tự tin. Nó làm cho bạn rất là tự tin. Và thế là bạn không còn hoài nghi vào cái kế hoạch kinh doanh của mình nữa. Các bạn thấy điều này tuyệt vời chưa? Nên là khi mà chúng ta biết cách đặt câu hỏi và chúng ta nói những cái con số và cái kế hoạch làm việc rất là cụ thể, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái đó. Bạn Võ, bạn Huệ nói là quyển 1 vượt biển lớn, quyển 2 là mỗi ngày một chút xíu thôi, mọi người nên đọc. Ok, cảm ơn bạn Huệ nhiều. Quyển số 3 của mình là cái quyển sẽ nói về cái cách chúng ta ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong kinh doanh nó như thế nào. Ok chưa bạn Võ Huệ ơi? Và cái quyển sách này mình đã viết xong rồi, nó đang nằm ở công đoạn biên tập. Thì dự kiến không có gì nữa, thì khoảng nửa tháng nữa chúng ta biên tập xong, rồi sẽ qua cái công đoạn thiết kế, rồi tới cái công đoạn đi xin giấy phép. Ok chưa? Khoảng 2 đến 3 tháng nữa thì chúng ta mới có. Ok chưa? Để không hoài nghi vào cái bản kế hoạch kinh doanh của mình, thì chúng ta cần đi tham khảo những người họ đã làm được. Và các bạn cần có những cái câu hỏi và cái cách đặt câu hỏi như thế nào, thì ngày mai phải đọc cái bài viết của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ có hữu ích không ạ? Nếu mà các bạn thấy mình chia sẻ hữu ích thì các bạn comment vào và các bạn nói ok, những cái chia sẻ này rất là hữu ích. Ok chưa? Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người chưa? Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ thì bạn giúp cho nhiều người gì giúp cho nhiều người cùng nghe cái bài này. Và họ biết bạn, mới có 72-75 lượt chia sẻ chúng ta phải hơn 100 lượt chia sẻ các bạn ơi. Và bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ liền. Rất là nhiều bạn chưa chia sẻ. Bạn Nguyễn Văn Vượng, bạn chia sẻ chưa? Bạn Nguyễn Anh, bạn chia sẻ chưa? Bạn Thảo Nguyễn, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Thuận Phong, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Thanh Nguyễn, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Sót Cô Tuấn, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Tới Sắn, bạn đã chia sẻ chưa? Chúng ta phải chia sẻ đi. Bạn Nguyễn Hồng, em đã chia sẻ chưa? Hồng ơi. Bạn Võ thì ok, bạn đã chia sẻ chưa? Quyển 3 ứng dụng công nghệ 4.0, 2-3 tháng nữa thầy viết đi gần. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Mỹ Ngọc, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Diễm Châu, bạn đã chia sẻ chưa? Ok, rất là tuyệt vời. Ngày mai các bạn lên Facebook của mình, các bạn đọc cái bài mình viết. Bạn có ba cách đặt câu hỏi, và các bạn biết đặt câu hỏi hay á là người ta sẽ trả lời cho bạn những cái câu trả lời cực kỳ hay. Bạn hơn hiểu chưa? Còn lý do mà trong cuộc sống các bạn không có những câu trả lời hay á, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cái nghệ thuật đặt câu hỏi của chúng ta đặt băng quơ quá, chúng ta đặt nó không có sâu, thì làm sao mà nó hay được. Các bạn hiểu chưa? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cái bước số 3. Vừa rồi mình chia sẻ cái bước số 3. Cái bước số 2 chứ, bây giờ tới cái bước số 3. Ok chưa? Vậy bước 1 nói về cái gì các bạn? Nhớ chưa?
comment xuống, các bạn comment xuống là các bạn sẽ có năng lượng. Các mình đã nói rồi, các bạn ngồi xem mà các bạn chỉ có xem không á là các bạn không có có năng lượng. À, và bạn nào mà đang bấm cái nút like á liên tục thì các bạn cũng không có cần bấm nút like liên tục đâu, mình cần các bạn comment. À, chứ các bạn đừng có like liên tục, các bạn thả tim liên tục thì nó làm cho mọi người xem phân tâm lắm, mà các bạn cần phải comment. À, và các bạn nào ngồi không mà các bạn nghe là bạn không có năng lượng đâu, nhưng mà bạn comment, mình hỏi cái gì bạn comment, mình nói cái gì các bạn comment. Các bạn nào mà đang bấm thả tim đó thì các bạn không cần thả tim đâu, thả tim nó làm cho mọi người xem phân tâm thêm á. À, mà các bạn cần phải comment, các bạn như chưa, comment nó quan trọng hơn. À, rồi bây giờ tới bước số 3. À, bước số 3 là bước như thế nào ạ? Bước số 3 là bạn giải lấy cái tờ giấy trắng và cây viết ra. Cái tờ giấy trắng và cái cây viết nó rất là quan trọng nha. Mình đã nói rồi, sức mạnh của tờ giấy trắng và cây viết. À, cái đó là cái bí quyết mà nó giúp cho chúng ta rất là thành công. À, vậy thì sức mạnh của tờ giấy trắng và cây viết nó là như thế nào? Vậy là bạn chia cái tờ giấy ra hai phần, một phần bên phải của bạn và một phần bên trái của bạn. Nói gì vậy anh em chưa hiểu? Ok, bạn Lê Anh, nếu bạn Lê Anh mà lần đầu tiên bạn biết đến mình thì bạn hãy kết bạn với mình và cứ bình tĩnh ngồi xem cái live stream này. Bạn mới vào thì làm sao mà bạn hiểu được? Muốn hiểu được thì hãy nghe. Bạn Quang Nguyễn, lần đầu tiên biết mình rất là tuyệt vời. Nếu lần đầu tiên mà các bạn biết mình thì sao à? Các bạn hãy như thế nào à? À, các bạn hãy như thế nào à? Các bạn hãy kết bạn với mình, chia sẻ cái live stream này về, ok, để chúng ta cùng nhau làm quen với nhau. Sau cái live stream này thì mình sẽ nói chuyện với các bạn, ok chưa? À, nên là thông qua Facebook thì chúng ta biết nhau. Nếu không có cái Facebook này, không có bữa live stream này thì các bạn cũng không biết mình và mình cũng không biết các bạn. Nên là cái đó là chúng ta là cái duyên. À, và mình cũng không có cái khiếu nói hay đâu. Mình biết cái gì mình nói cái đó. À, mình là người nói cà lâm nha các bạn. Nên mà lỡ mà mình có nói cà lâm thì các bạn cũng bỏ qua cho mình. À, nên là các bạn cứ follow mình đã hơn 17.000 người chia, mình đã 5.000 bạn rồi và hơn 17.000 người, 17.000 người follow rồi. Nên là các bạn cứ follow mình và các bạn chọn chế độ ưu tiên. À, bạn Lo Nguyễn, khóa 139 học ngày nào thầy? Khóa 139 là thứ bảy và chủ nhật tuần sau, ngày 17 và ngày 18 tháng 3. À, ok thầy ơi, em lấy 20 quyển sách. Ok, bạn liên hệ với văn phòng Hồng ơi, liên hệ với bạn Diễm á, cái số hotline á. Ok Hồng ơi, hãy triển khai nhanh nha. Rồi bây giờ mình vào nè. Sao cứ bị gián đoạn hoài? Bạn bị gián đoạn là do cái internet của bạn nó bị yếu. À, bạn hiểu chưa? Bây giờ tiếp tục nè. Cái bước số 3 nè, cái bước số 3 là bạn lấy cái tờ giấy trắng ra và bạn lập hai cái danh sách. Một bên là bạn ghi là có lợi và một bên là các bạn ghi là có hại. À, vậy thì khi chúng ta lập mục tiêu này thì những cái hồ nghi của chúng ta ghi ra là bên hại, là chúng ta hồ nghi cái gì cụ thể, chúng ta hồ nghi cái gì là bên hại á. Các bạn ghi rõ ràng cái hồ nghi ra, hồ nghi là chúng ta sợ chúng ta làm không được. À, vậy thì làm không được thì nó mang lại cái hại gì? Chúng ta sợ rằng là chúng ta không đủ thời gian. À, chúng ta sợ rằng là chúng ta không đủ vốn. Chúng ta sợ rằng chúng ta không đủ đổ tiền. Là cái đó bạn ghi bên cái danh sách sợ. À, cái danh sách không thuận lợi. À, thầy ơi, cả nhà em bị cà lâm theo thầy luôn rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À, đừng có bắt chước cái cà lâm giữa mình, có lợi và phá hoại. Ok, đúng rồi bạn shop cô Tủng ơi, ok chưa? À, chúng ta lập ra và chúng ta lập có lợi. Có lợi gì là khi thực hiện được cái mục tiêu này thì chúng ta lợi cái thứ nhất là gì, lợi cái thứ hai là gì, lợi cái thứ ba là gì, lợi cái thứ tư là gì. Chúng ta cần phải có cái danh sách rất là rõ ràng giữa hai cột, một cột bên này là một cột ngờ vực, nghi ngờ. À, và cái cột bên kia là cái cột mà những lợi ích mà chúng ta đạt được, những cái giá trị mà chúng ta làm được của cái dự án này. À, nó là chúng ta lập cái danh sách chúng ta ra. Khi mà các bạn lập một dự án á, là các bạn hay rớt vào cái trường hợp đó lắm. Khi mà các bạn không tin mình á, là các bạn cũng hay rớt vào cái trường hợp đó lắm, là các bạn cứ nghi ngờ về chính mình. Nên là chúng ta phải sức mạnh, mình đã nói rồi, sức mạnh cây viết và tờ giấy trắng, đó là sức mạnh. Tất cả những người thành công và những người thiên tài họ đều dùng cây viết và tờ giấy trắng.
bản thân mình cứ suốt ngày cũng mình cũng dùng cây viết và tờ giấy giấy trắng, hoặc là mình đi đâu mình không có cây viết và tờ giấy trắng là mình dùng cái nốt điện thoại mình nốt vô. À, chào bạn Nguyễn Tiến Nam, điều chia sẻ rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn rất là nhiều. À, nên là chúng ta hãy follow vào, và chúng ta bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì nhớ các bạn với mình và nhớ chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người biết nha các bạn ơi, để cho nhiều người, nên chúng ta lập cái danh sách ra và chúng ta ghi một cái lợi và một cái hại. À, ok, và chúng ta so sánh, sau khi chúng ta ghi hết ra thì chúng ta so sánh giữa gì, so sánh giữa cái lợi ích với cái chúng ta hoài nghi, các bạn phải so sánh nó. À, và khi các bạn so sánh nó như vậy á thì nó như thế nào, nó mới thấy rằng à vậy thì những cái thiệt hại mà chúng ta đưa ra thì nó rất là nhiều. Các bạn là nhận chưa? À, còn cái lợi ích á, cái thiệt hại kia giữa cái lợi ích đó thì các bạn thấy cái lợi ích nó hữu ích hơn, nên là tự nhiên bạn không còn hoài nghi nữa và bạn tập trung vào bạn làm, ok chưa? À, và vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ tới cái bước số 4, cái bước số 3 chứ. Và bây giờ các bạn dành mình một phút quảng cáo nhé, và các bạn cũng được quyền quảng cáo về lĩnh vực của các bạn, ok chưa? À, mình hiện tại là mình có 3 cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way này thì mình bán trên Amazon, bán tại thị trường Mỹ. Còn hai cái quyển này là mình đang bán tại thị trường Việt Nam. Và các bạn muốn mua những cái quyển sách này đọc, các bạn nào khao khát kinh doanh và muốn cải thiện những cái công việc kinh doanh của mình, muốn ra khởi nghiệp tốt, thì các bạn mua những cái quyển sách này về các bạn đọc và khắp trên mọi miền đất nước luôn. Các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ inbox vào cái Facebook của mình, số điện thoại của mình, và sẽ được giao khắp mọi miền đất nước, ok chưa? Sẽ giao sách tới tận nhà bạn luôn, nên các bạn không phải lo gì hết, sách đã đi tới tận nhà bạn luôn thông qua bưu điện, thì bây giờ ở đâu chúng ta cũng có được. Ok, một phút quảng cáo hết. Các bạn cũng quảng cáo lĩnh vực của các bạn xuống dưới cái comment này đi, và hồi nãy giờ những điều mình chia sẻ các bạn có hữu ích đó mà, các bạn hữu ích thì các bạn comment vào, các bạn nói những chia sẻ này rất là tuyệt vời. Và bạn nào lần đầu tiên mới xem livestream của mình thì các bạn nhớ các bạn với mình và bấm vào nút chia sẻ đi nha. Mình để mình xem thôi cái livestream này được bao nhiêu người chia sẻ rồi. Ok chưa? Bạn Phạm Ngọc Anh, chào bạn. Bạn Nguyễn Anh, bạn ở Bình Dương, bạn Nguyễn Anh ở Bình Dương bán mấy ga. 97 lượt chia sẻ rồi, chúng ta phải 200 lượt chia sẻ. Chào bạn Võ Huệ, bạn nói hay lắm. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chính những cái comment của bạn nó làm cho mình như thế nào nó làm cho mình có năng lượng hơn, và các bạn càng comment thì các bạn có năng lượng hơn. Các bạn ngồi các bạn xem livestream này mà các bạn như thế nào các bạn xem livestream này mà các bạn không comment gì hết, các bạn lại không nói gì hết, thì nó như thế nào nó làm cho bạn mất năng lượng thôi. Các bạn chỉ cần comment vô giống như mình thôi, các bạn nói là nó hay, hồi nãy giờ mình học được bài học này, thì tự nhiên con người bạn nó cũng năng lượng theo luôn, hoạt động nó mang theo năng lượng, ngồi im nó làm cho bạn tụt năng lượng. Các bạn hình dung chưa? Chào bạn Anh Vy, lâu quá chưa gặp em. Rồi bây giờ bước số 4, các bạn ghi vô bước số 4, ok chưa? Vậy thì bước số 4 là tưởng tượng điều tồi tệ nhất xảy ra nếu bạn bỏ cái cuộc chơi này. Tưởng tượng cái điều tồi tệ nhất nó sẽ xảy ra nếu bạn bỏ cái cuộc chơi này, ok chưa? Bạn không đeo đuổi cái cuộc chơi này nữa. Tưởng tượng cái điều tồi tệ nhất xảy ra khi bạn bỏ, bạn không thèm khởi nghiệp nữa. Các bạn hình dung chưa? Tưởng tượng cái điều tồi tệ nhất xảy ra. Cái bước số 4 là bạn tưởng tượng, bạn hình dung, trời ơi nếu mà mình mà bỏ cuộc nó thì bây giờ mình còn mặt mũi nào với gia đình của mình nữa, mình đã lỡ đầu tư tiền rất là nhiều vào đây rồi. Các bạn hình dung chưa? Nếu mà mình bỏ cuộc nó, mình không chọn cái con đường kinh doanh nữa, thì bạn bè mình đã nói như thế nào? Hồi kia mình lỡ mình tuyên bố hết mọi người rồi. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn có một con đường là mình phải đi tới thôi. Mà đã đi tới thì mình hoài nghi vào chính mình làm chi nữa? Mình không có hoài nghi vào chính mình nữa. Nó là tưởng tượng điều tồi tệ nhất xảy ra nếu mà mình bỏ cuộc, thì trời ơi vợ con mình nó nói mình nó như thế nào trời. Hồi kia mà mới ra bạn Trí nói rất là tưởng tượng chắc chết đói cả nhà luôn á thầy ơi. Đúng rồi, mình phải tưởng tượng nó như vậy thì bắt đầu mình mới
xông lên, mình mà nói là như vậy là mình không được. Tại sao mình là người có sức khỏe, mình là người có trí tuệ, mình là dân tốt nghiệp đại học rất là ngon lành, mà tại sao mình không làm được? Các bạn hình dung chưa? Các bạn biết là mình kể các bạn cái hồi chiều mình đi Dubai, đợt vừa rồi mình đi Dubai. Bạn chưa có vợ hả? Thì bạn phải tưởng tượng đi, chưa có vợ con, bạn sót vô tủng nè. Bạn hình dung đi, bạn tưởng tượng mình chưa có vợ con, mình độc thân, mình không còn trách nhiệm gì, mà mình sợ cái gì mà mình lại bỏ cuộc? Bạn cô tưởng biết không? Mình ví dụ như các bạn đi, mình kể các bạn là vừa rồi mình đi Dubai. Các bạn biết đất nước Dubai á, nó ở giữa sa mạc, cát không là cát, mà các bạn sa mạc cát không chán kinh khủng. Tuy nhiên cái điều đó lại giúp ích cho họ. Giúp ích cái gì? Nó giúp ích cho họ rất là dễ thành công, bởi vì họ làm việc đến cùng, họ không có bỏ cuộc. Vì sao? Họ bỏ cuộc là họ chết đói liền. Ở Việt Nam chúng ta mọi người rất là dễ bỏ cuộc nè, do Việt Nam chúng ta điều kiện thuận lợi quá và các bạn dễ bỏ cuộc. Mình ví dụ tại sao? Nếu mà bạn không đi làm nữa thì bạn ra ngoài kia bạn ngồi bạn câu cá, bạn vẫn có cái chỗ để sống. Hoặc là bạn đi vào rừng bạn hái trái cây, bạn cũng có chỗ để sống. Bạn qua Dubai hả? Cát không cát, không có nước, không có sông, chả có cái gì mà ăn hết. Các bạn hình dung chưa? Cũng chả có bông cây nào, nắng muốn chết luôn mà bông cây đâu. Nhưng đất nước của họ vô cùng tuyệt vời, họ có những cái nhất thế giới này, họ có ngôi nhà cao nhất thế giới. Bạn hình dung chưa? Họ có gì? Cái đảo cọ nhân tạo lớn nhất thế giới. Họ có gì? Chợ vàng lớn nhất thế giới. Họ có chợ gia vị lớn nhất thế giới. Họ cái gì cũng nhất thế giới hết. Bạn hình dung chưa? Bởi vì sao? Họ không có những người công nhân, những người lao động ở đó, họ làm việc rất là nghiêm túc. Bởi vì họ thất nghiệp là họ biết họ chết đói chắc. Còn mình á, thất nghiệp thì ra ngồi kia câu cá, kiếm mấy con cá cũng đủ sống. Tại vì đất nước mình nó thuận lợi quá. Hoặc là các bạn, mình đã từng qua nghe. Mình đã từng qua nghe, trời ơi nó lạnh gì đâu mà các bạn biết không? Tuyết nó xuống dày như vài này. Mình chạy ra ngoài để mà mình chụp cái tấm hình thôi, mà mình còn lạnh chịu không nổi, mình phải vô liền. Nó khoảng có một phút thôi cho mấy, mà lạnh muốn chết luôn. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Thì ở đó người ta làm việc rất là nghiêm túc. Người làm công họ cũng làm việc rất là nghiêm túc. Họ đâu có dám thất nghiệp ra ngoài đâu. Ra ngoài lạnh chết làm sao? Đâu có cái gì ăn đâu. Phải có đồng tiền mới nuôi sống được. Nó là ở đó người ta làm việc rất là nghiêm túc. Còn ở mình nè, điều kiện thuận lợi quá, sông nước ao hồ cây xanh đồ, mọi việc thuận lợi đó. Và chính vì mọi việc thuận lợi nên các bạn làm việc không có nghiêm túc. Các bạn làm công mà các bạn còn không nghiêm túc thì làm sao mà làm kinh doanh được? Làm công mà làm tèn tèn, lương tháng có 5-6 triệu mà vẫn cứ tèn tèn, nghĩ vậy là an toàn rồi. Cái suy nghĩ nhỏ quá, cái suy nghĩ nó như thế nào à? Cái suy nghĩ nó không có khát khao gì hết, thì rõ ràng là bạn cũng không có nghiêm túc gì hết. Chúng ta phải khát khao lên, phải khát khao mãnh liệt lên, phải khát khao thành công lên. Ok, thì chúng ta mới làm được. Thì chính vì yếu tố đó chúng ta không có bỏ cuộc. Chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta hình dung ra. Chúng ta hình dung mà chúng ta bỏ cuộc thì nó mất mát quá nhiều, nó mất mát quá lớn. Nên chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải đi về phía trước. Đôi khi điều kiện khó khăn á, nó làm cho bạn quyết tâm hơn. Bạn nên nhớ, điều kiện thuận lợi quá, cái bạn cứ dễ dãi quá đi. Mà cái tính dễ dãi thì rất là khó thành công. Ok, vậy vừa rồi mình chia sẻ các bạn rất tuyệt vời mà. Rất tuyệt vời, thì các bạn chia sẻ vào, các bạn comment vào. Và các bạn nói, tuyệt vời, những chia sẻ này rất là hữu ích. Và bây giờ tiếp theo là bước số 5. Bước số 5 là bước gì ạ? Đúng rồi, bạn Kỳ Giang. Điều kiện thuận lợi quá, chúng ta trì trệ lắm. Chúng ta cứ ỷ y vào những cái điều kiện thuận lợi quá. Khó khăn nó luôn làm cho chúng ta quyết tâm. Mà quyết tâm chúng ta làm ra đâu đó thì nó giúp cho chúng ta thành công. Bởi vì đơn giản quyết tâm nó đang luyện cái con người bạn. Bạn làm đâu ra đó nó luyện cái con người bạn. Và khi bạn làm công mà bạn làm công như thế nào? Bạn làm công đàng hoàng thì bạn ra bạn làm chủ cũng đàng hoàng. Cái người nào mà làm công bê bết thì ra làm chủ bạn cũng bê bết và bạn sẽ là người thất bại. Mỗi hành động bạn làm nó đều luyện tính cách của bạn, nó đều luyện con người của bạn. Nên là hãy làm chú tâm làm đâu đó. Ok chưa? Bước số 5. Bước số 5 thì bạn đối chiếu với hình mẫu của mình. Bạn đối chiếu những người hình mẫu của mình. Ngày hôm qua mình nói là cái live stream hôm nay với cái live stream hôm qua nó liên quan với nhau. Nên các bạn phải xem hai live stream để nó mới liên kết lại với nhau. Ok chưa?
à, nó mới liên kết lại với nhau. Vậy thì nó như thế nào? Chúng ta đối chiếu với hình mẫu của mình. Những người mà mình nói là để mà đạt mục tiêu nhanh hơn thì chúng ta phải có mô hình mẫu. Những người mà họ thành công, chúng ta phải bắt chước, mình hay gọi là mô hình mẫu hoặc là modeling á, à, trong NLP người ta nói là modeling á. À, thì tất cả những cái người mà các bạn cái mô hình mẫu đó, các bạn hình dung à, rõ ràng, các bạn đọc cái câu chuyện của họ thì các bạn thấy rằng à đúng rồi, hồi xưa những người này họ thành công, họ cũng vượt qua rất là nhiều khó khăn chứ đâu phải là tự nhiên họ lớn lên cái họ thành công. Cái thành phần mà lớn lên thành công à, buồn quá, sắp hết rồi. Ok, bạn Nguyễn Phước Lộc bạn tích một câu rất là thú vị, ok chưa? À, nghĩa là bạn phải đối chiếu với mô hình mẫu, nghĩa là cái người mà bạn ngưỡng mộ đó à, thì hồi kia họ vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi họ mới có thành công như ngày hôm nay được. Thì bản thân mình hiện tại mình đang khó khăn thì nghĩa là đúng quy luật rồi, bạn hình dung chưa? Nghĩa là bạn không được hồn ý à, bạn hình dung chưa nè, bạn không được hồn ý vào chính mình, bởi vì tất cả những người thành công kia họ cũng đã đối mặt những cái khó khăn như ta xưa à, họ đâu như mình nè, các bạn hình dung ra như mình nè. Hồi kia mình vào Sài Gòn này và các bạn thấy không, mình sống à, mình sống một cái cuộc sống mà các bạn nó thiếu thốn đủ điều, cái chiếc xe đạp cũng không có đi bộ à, các bạn hình dung chưa, rồi mình phải lăn ra mình bán nước mắm à, à, tuần vừa rồi à, có anh à, Nguyễn Ngọc Tuấn ở dưới Đồng Nai, ảnh lên ảnh học mình, ảnh lớn tuổi hơn mình, ảnh là ông xã, là chồng của một người bạn học của mình à, mà cái bạn học ở đây là cái bạn học hồi vô đây mới gặp. Các bạn biết là hồi mà cái hồi mà mình vào đây mình đi học của mình tự ti không thể tưởng được à, và có một đợt các bạn về nhà mình, một đợt các bạn về nhà mình ở ngoài quê à, thì à, nguyên một các bạn về nhà mình và bây giờ còn những cái tấm hình đó à, trời ơi các bạn biết không, nhà mình là cái nhà tranh vách đất à, và khi các bạn về mình cảm giác à, là một người mà mình cũng từ tư mình đau lòng lắm à, và à, chính anh Tuấn vậy, anh Tuấn là chồng của một người bạn mình à, ở trong này, và các bạn biết là sau những năm không có gặp, tại sao bây giờ anh đi học các cái chương trình của mình, anh học, các bạn biết anh học ở đây 6 năm rồi và bây giờ công việc kinh doanh anh nó rất là phát triển, các bạn nhưng chưa, rồi bây giờ anh nó quay lại anh học tiếp à, mình là đáng lẽ anh là bạn của mình à, bạn, bởi vì chồng của người bạn của mình à, à, và như thế nào à, và anh nói rằng là anh kêu học ở đây anh kêu có những cái điều nó quá tuyệt vời, và tuần tới nữa nè anh dắt thêm người bạn của là vợ anh đi học, anh kêu bây giờ là vợ phải đi học mấy cái này mới được, anh học mình 6 năm rồi, những chương trình của mình có tất cả chương trình gì anh học hết, và anh kêu mình bằng thay ảnh cứ, bởi vì những cái điều chia sẻ này nó giúp cho anh vượt qua rất là nhiều thứ, các bạn nhận ra điều này chưa, và ảnh tham khảo mình rất là nhiều, ảnh kêu để cái công ty kế toán luật việc cá ảnh nó phát triển và ảnh mở ra chi nhánh à, bây giờ là ảnh theo cái hình mẫu của mình rất là nhiều, và ảnh lên ảnh hỏi và ảnh luôn luôn hiểu rằng là ảnh thấy cái bức tranh mình hồi kia mình đi lên nó khó khăn nó như thế nào, và để mình có được như ngày hôm nay là mình vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, các bạn hình dung ra điều này chưa, nên các bạn không được nghi ngờ và chính các bạn hãy so sánh những hình mẫu của rất là người thành công, họ té lên té xuống rất là nhiều lần. Bây giờ mình ví dụ bạn ông Steve Jobs, là một trong những cái mô hình mẫu của mình, các bạn biết không à, hồi kia ông khó khăn vô cùng, các bạn hình dung ra điều này chưa, hồi kia ông khó khăn mà các bạn biết khi mà ông thành lập lên công ty rồi đó, công ty Apple lớn rồi đó, ổng còn bị gì? Ổng còn bị nguyên cái hội đồng quản trị đá ông văng ra ngoài. Các bạn thấy, còn gì đau khổ hơn là một cái công ty do mình thành lập ra mà bị đá văng ra ngoài. Các bạn thấy cái điều đó nó đau không? Nó đau lắm. Đến nỗi mà ổng phải đi qua Ấn Độ, ổng tu bên Ấn Độ luôn đó. Các bạn biết như vậy đó, tu bên Ấn Độ luôn á. À, rồi sau khi tu, ổng tĩnh tâm rồi, ổng mới trở về lại Mỹ. Ổng mới thành lập cái công ty phim hoạt hình Pixar, ok, và sau này á, cái phim hoạt hình bây giờ nó vẫn còn và nó rất là nổi tiếng à, và nó như thế nào nữa à, và ổng thành lập một cái công ty nó computer để khi mà Apple sau này nó khủng hoảng à, không ai lãnh đạo được tốt hết thì mọi người như thế nào à,
mọi người phải mời gì ạ? Mời ổng về và chính ổng, các bạn hiểu ra điều này, chứ không ai khác đã đưa Apple lên trở thành một cái công ty vĩ đại như ngày hôm nay. Tất cả những người thành công họ đều vượt qua rất là nhiều giai đoạn khó khăn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Họ vẫn không bỏ cuộc. Và chính những cái mô hình mẫu nó vậy, nó làm cho bạn gì ạ? Bạn sống dậy và bạn mới thấy rằng ồ, những cái khó khăn của chúng ta nó không là gì hết. Nên là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta vươn qua, chúng ta đi. Các bạn có nắm cái gì? Chính những cái mô hình mẫu đó nó làm cho cái con người chúng ta nó năng lượng ra. Nó như thế nào ạ? Nó quyết tâm, nó quyết chí ra, nó không còn lý do lý giống nữa. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem tới bước số 5 rồi. Vậy thì hồi nãy giờ các bạn thấy những cái gì mình chia sẻ cho các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment vào, các bạn nói là điều này nó rất là tuyệt vời. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình. Và sau khi xong cái livestream này thì mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ kết bạn với bạn liền. Mình sẽ trao đổi, mình sẽ tương tác với bạn liền. Và cái livestream tối hôm nay với livestream tối hôm qua nó có liên quan với nhau. Nó là xong cái livestream này các bạn cũng phải xem livestream. Và các bạn nhớ là gì ạ? Nhớ chia sẻ cái livestream này về trang nhà các bạn để các bạn lưu, để các bạn nhớ. Cái thứ hai nữa là các bạn như thế nào ạ? Các bạn chia sẻ cho nhiều người biết livestream này thì họ như thế nào ạ? Họ giải quyết được cái tư duy, cái nghi ngờ của họ đi. Bởi vì khi bạn có chiến lược tốt, bạn có kỹ năng tốt, bạn có kiến thức tốt, bạn luôn có, bạn có bằng đại học, bạn có tất cả, bạn vẫn không thành công được nếu bạn luôn hoài nghi vào chính con người của mình, nó giết chết bạn. Bạn hình dung chưa? Nên là như thế nào ạ? Nên là hãy giải quyết vấn đề này rất là tốt, ok chưa? Và bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp chưa? Mình chia sẻ tiếp chưa? Vậy là bước số 6. Bây giờ tới bước số 6 các bạn ơi. Bước số 6. Các bạn ghi vô. Bước 1 là gì ạ? Bước 2 là gì ạ? Bước 3 là gì ạ? Bước 4 là gì ạ? Bước 5 là gì ạ? Ok chưa? Các bạn hợp dung chưa ạ? Bây giờ tới bước số 6. Ok chưa? Khi bạn hoài nghi thì nghĩa là gì ạ? Các bạn tự cảm nghiệm với chính mình. Cái bước số 6 là hoài nghi là tốt. Các bạn, cái bước số 6 là mình phải nói gì ạ? Ồ, hoài nghi là cũng một điều tốt mà. Tức là cái trong tư duy các bạn vậy, khi mà chúng ta tự hoài nghi, hoài nghi là tốt. Tại sao nó xuất hiện cái việc hoài nghi? Là khi bạn rời khỏi cái vùng an toàn của mình và bạn sợ rằng bạn làm không được, nên nó như thế nào? Nó xảy ra cái việc hoài nghi. Bạn hình dung chưa? Bạn đang ở trong cái vùng an toàn. Ví dụ nè, mình ví dụ cho nó dễ đi. Ví dụ như là bạn ở trong nhà của bạn hoài thì bạn tin cái nhà của bạn rồi, nên bạn không còn sợ sệt gì hết. Nhưng mà tự nhiên hôm đó, một buổi tối hôm đó, bạn đi ở một trên cái con đường lạ mà hồi giờ mình chưa có đi, mà cái con đường đó nó vắng nữa, nên là nó làm cho bạn rất là nhiều hoài nghi. Hoài nghi ở đây là gì? Sợ cái con đường này nó có cướp giật hay không? Sợ có cái gì đó nó an toàn hay không? Cái con đường nhà bạn, bạn đi quen rồi, nó vắng hoe, nhưng mà bạn vẫn cứ tin. Còn cái bạn đi một cái con đường nào mới á, nó hơi vắng vắng một chút xíu á, là bạn sợ liền. Thì điều đó nó có nghĩa gì? Vậy thì khi hoài nghi nó đến với chúng ta, nghĩa là nó đang cảnh báo cho chúng ta một cái điều tốt. Điều tốt đó là gì? Chúng ta đã rời khỏi cái vùng an toàn của mình rồi. Chúng ta đang chuẩn bị tiến tới cái vùng an toàn mới nó lớn hơn. Bạn nắm được cái ý nghĩa điều này chưa? Tức là khi mà mình đặt mục tiêu và mình làm một cái gì đó và mình cảm giác mình hoài nghi thì nó đang cảnh báo cho mình những cái tín hiệu đó nó rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Sợ yêu quái bắt thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn hình dung chưa? Nó là khi chúng ta hoài nghi, đó là một tín hiệu nó cảnh báo cho chúng ta. Lúc này tuyệt vời rồi. Chúng ta đã rời khỏi cái vùng an toàn rồi. Chúng ta đang trên hành trình tiến tới một cái vùng an toàn mới. Và nó như thế nào ạ? Do chúng ta đang còn nghi ngại nên cái sự hoài nghi nó xuất hiện. Bạn hình dung ra chỗ này chưa? Nên là chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta tự hoài nghi vào chính mình
thì đây là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu rất là tuyệt vời. Và cái dấu hiệu này nó giúp cho chúng ta đo lường được, à vậy là chúng ta đã đi tới. Chứ nó không phải hoài nghi, nó không phải là dấu hiệu không an toàn, mà đang là dấu hiệu tốt. Bạn hình dung 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 chưa? Nhiều người thấy hoài nghi vào chính mình là các bạn nghĩ rằng đây là dấu hiệu không an toàn, cái dấu hiệu sợ sệt, cái dấu hiệu có thể là tai họa đến dơ mình. Nhưng mà không phải. À, các bạn hãy suy nghĩ tích cực. Bạn thấy mỗi khi mà bạn hoài nghi vào chính mình, à đây là dấu hiệu tốt, dấu hiệu chúng ta đang thay đổi, dấu hiệu chúng ta đang đi về phía trước. Các bạn hình dung về một cái mặt tư duy chúng ta lý luận chưa? Bình thường mọi người mà rớt vào chỗ hoài nghi á là mọi người gì, à lo sợ, à đề phòng, à cảnh giác, hồi hộp. Thì bây giờ chúng ta lại đảo cái tư duy, à chúng ta đang hoài nghi vào chính mình, nghĩa là rất là tuyệt vời, à nghĩa là mình đã rời khỏi cái vùng an toàn rồi, mình đang đi tiến về phía trước và mình đang có dấu hiệu rất là tuyệt vời. Ok chưa các bạn ơi? À, sao nãy giờ mình không thấy các bạn comment nữa nha? Tại sao các bạn không comment nữa nha? Các bạn nhớ comment nhiều vô. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy làm bạn với mình, kết bạn với mình. À, bạn nào mà như thế nào, à vừa biết mình thì các bạn hãy comment, và các bạn nào chưa chia sẻ thì bấm vào nút chia sẻ đi các bạn ơi, để cho nhiều người biết. Một quảng cáo nha, một phút quảng cáo, ok chưa? Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là giám đốc của Bidrinh. Các bạn thấy cái chữ Bidrinh là vườn ươm doanh nhân, là nơi mình chuyên đào tạo về khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp. À, là cũng mà nơi duy nhất ở Việt Nam cho tới thời điểm này mình chuyên đào tạo về giúp cho các bạn làm chủ một doanh nghiệp thôi các bạn ơi. Mình có 3 cái quyển sách này, và các bạn nào muốn mua những quyển sách của mình thì các bạn hãy inbox cho mình. Các bạn hãy inbox cho mình và như thế nào và đi inbox cho mình cái số điện thoại và sẽ giao cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước. À, có một bạn nào hỏi mình, bạn Nguyễn Phước Lộc nói là xem lại video trước ở đâu? Trên Facebook, em lướt xuống dưới, cái livestream đó mới chia sẻ tối hôm qua thôi. Ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình bấm mình xem thử bao nhiêu bạn đã chia sẻ cái livestream của mình rồi, bao nhiêu bạn chia sẻ rồi, mình kiểm tra lại. Ok, 119 người chia sẻ rồi, ok chưa? Các bạn mỗi người bấm một chia sẻ thôi thì nó như thế nào, à nó sẽ tiến xa. Bạn Tuấn Kiệt Lê Duẩn, anh rất là thật tình cảm, cảm ơn anh, cảm ơn bạn Tuấn Kiệt rất là nhiều. Rất là vui hôm nay được làm quen với bạn, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bước số 7, kiểm tra với thực tế, ok chưa? Bước số 7 là chúng ta kiểm tra với thực tế. Bạn Nguyễn Đình Phùng, ok, sau cái livestream này thì mình sẽ liên hệ với bạn để mình gửi sách. Bạn Thanh Nguyễn nói sách hay lắm thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Nguyễn rất là nhiều. Mình cũng mong được là em học được những bài học từ cái quyển sách này và một chút nào đó giúp cho em thay đổi, điều đó đã là ý nghĩa rồi bạn Thanh Nguyễn ơi. Và tiếp tục là bước số 7. Ok, chúng ta đã đi tới bước số 7 rồi. Chúng ta kiểm tra thực tế. Chúng ta hãy kiểm tra với thực tế là chúng ta đã làm tới đâu rồi. Mình ví dụ ha, kiểm tra thực tế nó như thế nào. Ví dụ như là có một bạn, bạn đi cái chương trình của mình và cho tới hiện tại á, là 6 tháng rồi mà kết quả nó chưa có ra ngô ra khoai. Và có những lúc bạn hoài nghi vào chính bạn. Tuy nhiên mới hồi chiều thôi mình ngồi mà làm rõ cho bạn ra những cái con số thì tự nhiên bạn tự tin liền. Quyển sách giúp em rất nhiều trong kinh doanh. Ok, bạn Thanh Hương. Bạn Thanh Hương là chủ của nước hoa Missy. Bạn là cô giáo. Các bạn thấy cái comment của bạn Thanh Hương à? Bạn là cô giáo. Mà bạn gì à? Bạn ra kinh doanh và bây giờ bạn kinh doanh nước hoa Missy với bạn ra cái thương hiệu mỹ phẩm Missy nó rất là giỏi. Các bạn hình dung chưa? Cô giáo đồ gì? Bạn là cô giáo mầm non đó. Cách đây 2 năm trước là bạn là cô giáo đó. Bây giờ bạn ra kinh doanh rất là giỏi. Kiểm tra với thực tế nghĩa là sao à? Ví dụ như là hồi chiều mình gặp bạn, bạn đi với mình 6 tháng rồi, kết quả thì chưa có ra đâu. Tuy nhiên ngồi đo đếm lại, trước đây 6 tháng bạn hoàn toàn không có kiến thức kinh doanh về lĩnh vực của bạn. Thì sau 6 tháng cái kiến thức kinh doanh về lĩnh vực của bạn, bạn khá sâu. Cách đây 6 tháng bạn chưa có trang web gì hết. Thì sau 6 tháng cái trang web của bạn đã được 27 bài rồi. Và một cái tín hiệu bạn nói rất là hay. Bạn nói là bây giờ cái việc viết bài lên web với em nó rất là rõ ràng rồi. Trước đây 6 tháng bạn không biết cách
không có một web và chưa bao giờ biết sử dụng web. Thì bây giờ bạn làm chủ được trang web rồi, và bạn cam kết từ đây, từ hồi biết mình cho tới giờ viết có 27 bài à. Mà bạn cam kết rằng cuối tháng này là 31 tháng 3 bạn viết được trang web sẽ được 50 bài. Mình mới hỏi bạn là ủa tại sao 27 bài kia rất là lâu mà còn 23 bài thì trong vòng có còn có mấy tuần nữa à, mà bạn lại cam kết là được 50 bài. Thì bạn mới nói như này: bây giờ em viết tự tin rồi, hồi xưa mới bắt đầu em không thể viết được, còn giờ em viết rất là tự tin rồi. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nghĩa là khi so sánh với thực tế thì chúng ta đi một khúc rồi. Về mặt sản phẩm, hồi kia bạn không hiểu sản phẩm nó là cái gì à, thì bây giờ cho tới thực tế bây giờ là đã có công bằng, mà đã có 20 người dùng sản phẩm của bạn rồi à, trong đó là phần lớn là bạn tặng để tại bạn đăng ký công đoạn test sản phẩm mà, bạn đang công đoạn test sản phẩm mà. Vậy thì nó như thế nào ạ? Thì trong đó, trong 20 người thì có 6 người đã bạn đã thuyết phục được 6 người mua sản phẩm của bạn, móc tiền ra đưa cho bạn rồi. 14 người kia thì bạn tặng. Bạn thấy tuyệt vời không ạ? Thì khi đo lường những thực tế thì bạn thấy ô, bạn tiến bộ và bạn đi một khúc quá chứ. Bạn đang đi một khúc quá chứ. Và tự nhiên bạn rất là tự tin, bạn rất là năng lượng. Nhưng cuối cùng bạn mới hỏi mình: vậy thì bây giờ em hỏi thầy, em có nên nghỉ việc luôn chưa? Tại bây giờ bạn cảm giác là bạn lúc đầu thì bạn không tự tin, nhưng mà sau khi đo lường ra hết thì bạn rất là tự tin và bạn thấy vậy bây giờ em muốn em nghỉ việc đi để em tập trung, em làm 100% để tốc độ em đi nó ra đi nhanh hơn. Cái mình mới nói bạn gì, lúc đầu thì không tự tin vào chính mình, nhưng mà bây giờ tự tin thì tự tin quá, mà nó là bình tĩnh à. Các bạn hiểu chưa? Bạn hãy bình tĩnh, hãy hoàn thành tiếp những cái chỉ tiêu này. Và khi khách hàng xuất hiện thực tế mỗi ngày khoảng 10 khách hàng, thì lúc đó mình không nói bạn nghỉ, bạn vẫn cứ nghỉ, bởi vì lúc đó công việc của bạn nó thực sự nó chạy, công ty của bạn nó thực sự nó chạy rồi. Em cho bạn nói là đúng à, bây giờ mà em thấy cái sự tiến bộ 6 tháng qua em cảm nhận là em đi chậm, tuy nhiên sau khi phân tích ra thì em mới thấy rằng đúng là mình có sự tiến bộ và em khát khao đi nhanh lên, đó là em muốn em nghỉ việc liền. Mà nói hãy bình tĩnh, đi từng bước một để con số thực tế nó chạy về, và lúc đó không muốn nghỉ em vẫn cứ nghỉ. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Bạn hình dung ra điều này rất là tuyệt vời. Hãy đo lường với con số thực tế và chúng ta ra được cái kế hoạch rất là cụ thể. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và điều này rất là tuyệt vời. Vậy cái bước số 7 là luôn đo lường với thực tế. Ok chưa? Các bạn thấy những gì mình chia sẻ, bạn thấy hiểu đó mà, thì các bạn comment vào. Mình nói các bạn biết, xem livestream là hãy comment. Nếu các bạn không comment thì chuyện gì xảy ra các bạn không? Bạn không có năng lượng à, các bạn không tin, các bạn càng comment là các bạn càng năng lượng. Mình nói cái gì bạn comment vào, mình nói gì các bạn comment vào, hoặc là bạn ghi, các bạn có quyển sổ các bạn ghi vào, thì bạn năng lượng vô cùng. Còn các bạn mà cứ ngồi và xem không á, các bạn không có năng lượng, phải hành động à, các bạn phải tuyệt vời, phải ghi vô, rồi bạn nói ồ cái bài học này hay, các bạn nốt những cái bài học ra thì tự nhiên các bạn năng lượng gấp lắm à. Còn các bạn mà xem livestream mà các bạn cứ ngồi ì đó thì thôi, chả còn cái gì năng lượng nữa, nhìn xem này nó chán lắm à. Các bạn hồi nhiều giờ rồi. Bước số 8 à, bước số 8 ghi vào bước số 8. Ok, cái bước số 8 là chúng ta phải xoáy vào cái gì ạ? Chúng ta phải xoáy vào cái sự hoài nghi đó. Các bạn hoài nghi cái gì thì bạn xoáy vào cái đó, các bạn công phá trực tiếp vào nó. Ok, bạn nên nhớ nó như vậy nè à, tại sao chúng ta xoáy vào nó à, tại sao? Bạn Hồ Văn An, ok, chào bạn Hồ Văn An, chào bạn Long Hội, ok, chào bạn Tú Trinh, ok, chào bạn Nguyễn Phước Lộc, ok chưa? Vậy thì chúng ta phải xoáy vào nó, bởi vì khi các bạn hồ nghi thì các bạn có nhận ra một điều rằng à, những người xung quanh chúng ta họ cũng đang hồ nghi, đối thủ của ta họ cũng đang hồ nghi. Ok chưa? Ví dụ như là những thằng bạn của chúng ta à, chúng ta đã ra làm kinh doanh rồi mà tụi nó không dám ra làm kinh doanh,
bởi vì tụi nó đang hồ nghi. Đối thủ của ta họ cũng đang hồ nghi, những người chung quanh chúng ta vẫn đang hồ nghi, và chính vì cái sự hồ nghi đó mới dậm chân họ lại, mới giữ họ lại. Và bây giờ chúng ta cũng đang rớt vào cái chỗ hồ nghi, và nếu mà chúng ta vượt qua cái hồ nghi này thì chúng ta sẽ hơn những người chung quanh vào. Các bạn hình dung chưa? Ta đang đối diện vấn đề đó thì những người chung quanh họ cũng đang đối diện cái vấn đề đó. Hồi kia mình có hồ nghi không? Mình cũng hồ nghi chứ. Hồi kia mình mới viết sách, mình có hồ nghi không? Mình cũng hồ nghi chứ. Mình cũng hồ nghi. Ồ, mình có năng lực viết sách là không ta? Mình khi mình viết ra không biết lời văn mình nó có hay không ta? Rồi mình lại hồ nghi gì? Rồi không biết rằng những cái điều mình chia sẻ trong quyển sách nó có hữu ích đó không ta? Mình cũng hồ nghi giống như các bạn chứ. Rồi đến nỗi mà các bạn biết chỗ nào, khi quyển sách ra rồi đó, mình cầm quyển sách trên tay rồi đó mà mình vẫn còn hồ nghi. Mình hồ nghi như thế nào? Cái quyển sách mình không biết bán được nhiều hả không ta? Các bạn dùng ra điều này chưa? Và liên tục cái sự hồ nghi nó bao lấy mình. Bạn hình dung chưa? Tuy nhiên mình cảm nhận hồ nghi, và hồi kia mình làm sao mình vượt qua? Thay vì ngồi đó hồ nghi thì cứ viết ra. Là thế là mình cứ viết ra, rồi khi viết ra mình đọc mình vẫn hồ nghi. Mình như thế nào? Mình viết như vậy nó chưa hay, rồi mình sửa đi sửa lại, nhưng mà chừng cuối cùng mình nói ok, hay hay không hay gì cũng phải cho nó ra đó rồi tính. Người ta phản đối thì mình sửa lại sau, còn người ta nói hay thì như vậy mà mình làm. Các bạn hiểu chưa? Và thế là mình quyết một cái là cái gì ạ? Cái quyển Vượt Biển Lớn ra rồi. Và rất bất ngờ rằng cái quyển Vượt Biển Lớn ra rồi, và rất nhiều bạn nói ồ, cái quyển sách này rất là tuyệt vời. Các bạn chưa? Mình tự hồ nghi với chính mình, nhưng mà ở ngoài kia thì mọi người đón nhận rất là tuyệt vời. Rồi mình lên, mình bắt tay mình viết cái quyển số 2. Thì khi cái quyển số 2 là một cái phong cách hoàn toàn khác cái quyển số 1, mình lại hồ nghi nữa. Cái phong cách viết như vậy có được không ta? Và mình giao cho bạn biên tập. Cái bạn biên tập nói nó tới 101 bài, chẳng lẽ mình không phân theo chương gì hết hả? Mà nói no, không cần phải phân theo chương, cứ từng bài nhỏ vậy á. Và chính cái bạn đó là gì? Mình vừa hoài nghi, nhưng mà mình vượt qua được cái hoài nghi của mình. Nhưng cái bạn biên tập thì bạn lại hoài nghi. Bạn hoài nghi gì? Sách mà mình không văn ra cái chương nào hết thì mình cứ để từ đầu tới giết vậy thì nó làm sao? Mình kêu thôi bây giờ thống nhất đi, mình cứ thử mà để như vậy đi. Và rất là tuyệt vời, bây giờ cái quyển mỗi ngày một chút thôi, rất là nhiều người phản hồi lại với mình. Cái quyển sách mình viết theo cái kiểu này nó hay quá, bởi vì từng cái câu chuyện nhỏ rất là dễ đọc. Vậy mà hồi kia sách mà chưa ra là mình cứ ngồi mình hồ nghi là sợ nó không hay, sợ mình viết không được. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta, nhưng mà làm sao để mình vượt qua? Mình thấy rằng là mình có được hai cuốn sách rồi, những người chung quanh mình, những người làm nghề như mình họ đâu có sách đâu, và mình có hai quyển sách thì mình vẫn tốt hơn là những người không có quyển sách nào. Và đó là lý do mà mình làm, và mình phải phát hành, và mình phải ra. Và sắp tới bạn an tâm đi, 2 tháng nữa mình có được quyển sách thứ 3. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Mình vẫn hoài nghi nhưng mà mình vẫn cứ làm. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Tuyệt vời. Nó là chúng ta phải xoáy vào và chúng ta nhìn. Mình hoài nghi nhưng mà mình có tới 2 quyển rồi. Còn những ông kia, ông đâu có quyển nào đâu. Những ông đứng lớp khác, ông đâu có quyển nào đâu. Mình rất là tuyệt vời. Các bạn chưa? Hoài nghi nhưng mà vẫn cứ làm. Và nhìn so sánh với những đối thủ xung quanh. Và thế là chúng ta làm rất là ngọt và tự thế nào. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống bạn nó điều này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Cái bước số 9. Cái bước số 9. Vậy thì điều chỉnh những bước đi nhỏ và ngắn. Ghi vào bước số 9 là điều chỉnh những bước đi nhỏ và ngắn. Ghi vô bước số 9 là điều chỉnh những bước đi nhỏ và ngắn. Vậy thì mình ví dụ tại sao chúng ta điều chỉnh những bước đi nhỏ và ngắn? Khi chúng ta hoài nghi thì nghĩa là chúng ta đang làm quá sức nên nó không ra kết quả, nghĩa là mục tiêu của chúng ta mục tiêu chúng ta đang bị dài quá.
cái bạn nhận ra điều này chưa? Nghĩa là mục tiêu của chúng ta đang lớn quá và chúng ta làm hoài không được, nên là chúng ta cắt nó ra nhỏ ra. À, bạn hình dung chưa? Ví dụ như là các bạn đặt cái mục tiêu là trong một tháng bạn phải hoàn thành một cái trang web, và một cái trang web đó là như thế nào, phải 50 bài, và bạn làm hoài mà nó như thế nào ạ? Bạn làm hoài mà nó như thế nào ạ? Nó mới có 10 bài à? Và bắt đầu bạn hoài nghi vào chính mình. Bạn nghĩ là chắc cái năng lực mình làm không được đâu, à, chắc cái điều này mình không có tốt đâu, à, tức là mình hoài nghi đủ điều hết. Nên là mình chia nhỏ nó ra. Ok chưa? Vậy thì mình phải lập ra mục tiêu. Ví dụ như các bạn hồi chiều thôi, các bạn hồi chiều thôi là bạn lập ra một cái mục tiêu. Hồi giờ bạn lập ra mục tiêu là cứ 3 ngày bạn viết một bài, 3 ngày bạn viết một bài. À, bình thường thì mình bắt bạn là mỗi ngày bạn phải có một bài viết lên web. À, thì mình bắt bạn đặt mục tiêu nó như vậy, nó là chừng cuối cùng á bạn không có làm được, đâm ra bạn hoài nghi vào chính bạn. Vậy thì bây giờ mình hỏi bạn, vậy thì bạn đặt cái mục tiêu như thế nào cho phù hợp với bạn? Thì bạn nói là em thấy rằng 3 ngày em mới viết được một bài, chứ còn một ngày là em viết một bài em không thể viết được, em không đủ thời gian, em không đủ kiến thức, em không đủ cái sự nghiên cứu nên em không thể viết được. À, vậy thì nó như thế nào? Mà nói vậy thì bây giờ em phải chia cái mục tiêu của em và cái cách nào, và bắt đầu bạn chia nhỏ ra. À, vậy thì em cần tới 3 ngày em mới viết được một bài. Các bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta chia nhỏ một mục tiêu. Mỗi khi chúng ta hồ nghi vào chính mình, điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó cái mục tiêu chúng ta đang đặt nó quá lớn, quá cao, và chúng ta làm hoài nó không đạt, và chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm không được, nên chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải chia nhỏ nó ra để chúng ta có đủ thời gian để chúng ta làm, hoặc là chúng ta cần phải đi chậm lại một chút xíu. Ok chưa? Bạn Huỳnh Minh Trí, gần 3 tháng bạn không viết được bài nào. Đây là điều vô lý, bởi vì bạn không chịu làm thôi. Ok chưa? Bạn không chịu làm thôi, chứ không phải là gần 3 tháng không viết được bài nào. Nó là, ủa, hồi nãy giờ mình chia sẻ hay lắm, được hữu đó, mà mình thấy sao các bạn ít comment quá. Các bạn phải comment nhiều vô, các bạn phải comment những cái bài các bạn học được, các bạn comment nhiều vô. Và bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ livestream này về. Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình, chia sẻ vô, năng lượng vô các bạn ơi. Chứ mình nhìn các bạn ít comment quá, cái đâm ra mình cũng không có năng lượng, và mình chia sẻ nó không có cuốn hút, nó không có cuốn hút nữa. Các bạn dùng ra điều này chưa? Nên là các bạn phải comment nhiều vô, comment liên tục vô. Ok, bạn Cao Minh Thắng, bạn ở Đà Nẵng mà bạn cũng vô comment. Bạn Cao Minh Thắng rất là tuyệt vời. Ok chưa? Chúng ta phải chia nhỏ. Và bước thứ 10 là bước gì ạ? Bước gì ạ? Bước hình dung. À, ghi vô. Bước số 10 là bước chúng ta hình dung. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, chúng ta phải biết hình dung. Hình dung ra đi. Chúng ta phải có ước mơ. À, hình dung ở đây là chúng ta hình dung ra rằng khi mà chúng ta có được một quyển sách này, mình thì mình hay dùng cái phương pháp này. Mình hay dùng cái phương pháp hình dung và ước mơ, mơ lắm. À, mình hình dung và mình ước mơ, mơ lắm. À, hồi đầu là các bạn mình ngại viết sách, mình sợ viết sách, và mình hình dung. Và chính vì mình hình dung là mình thấy cái cảm giác mà mình có được quyển sách trong tay, xong mà nó sướng. Và mình cầm một cái quyển sách, các bạn vô là mình cầm một cái quyển sách mà mình đang mua của ai đó về, và mình mới nói rằng một ngày nào đó mà mình cũng có được cái quyển sách này, xong nó đã dữ ta. Các bạn vô ra điều này chưa? Và chính cái cảm giác đó, cái cảm giác mình hình dung là mình có được cái tác giả quyển sách này, xong mà nó hay, mình sung sướng. Các bạn vô nhỉ? Thì tự nhiên là mình không còn hoài nghi nữa. Và khi mà mình có được hai quyển sách thì mình cầm nó trên tay, mình có được hai quyển sách đó rồi. Và mình hình dung là một ngày nào đó mình tác giả có 3 quyển sách, và một ngày nào đó mình tác giả có 4 quyển sách, và một ngày đó mình tác giả có 5 quyển sách. Và bây giờ các bạn biết mình đang hình dung cái gì nữa không? Các bạn có muốn mình chia sẻ không? Mình hình dung là trong một thời gian ngắn nữa là mình có mình xây dựng được một cái trung tâm của B-Training, với bề ngang nó khoảng 10 mét và bề sâu nó khoảng 25 mét. Và cái trung tâm của B-Training đó nó nằm trên mặt tiền đường. Ok, một mặt tiền lớn rất là cao, cỡ như mặt tiền đường Điện Biên Phủ vậy đó. Và cái trung tâm của B-Training đó nó cao 10 tầng. Bạn hình dung chưa?
À, và lúc đầu mình vẽ một cái kế hoạch đó ra thì mình có hồ nghi không? Ừ, mình cũng hồ nghi vào chính mình. Trời ơi, chừng nào mình mới mua được cái miếng đất này và mình tính tiền, à miếng đất cái diện tích nó như vậy, bề ngang 10, các bạn bề sau 25 là các bạn hiểu rồi đó, nó bao nhiêu mét vuông là các bạn hiểu rồi đó, 250 mét vuông. À, bạn hình dung chưa? Nhưng mà cái đó là diện tích để có được 220 mét 50 mét vuông á, 125 10 nhân 25 á, thì cái bề rộng của nó phải rộng hơn và phải rộng khoảng 11 12 mét, và bề sâu nó phải sâu tới 27 hoặc là 30, nghĩa là cái diện tích đất mình phải mua là nó bự nó như vậy và cao 10 tầng, ít nhất là 10 tầng. À, và khi như thế nào ạ? Và khi mình hình dung, khi mà mình tính toán số tiền ra và cái độ cao ra, wow. Và mình hình dung mình đang có một cái tòa building vậy, mình nói wow, nó đã kinh khủng. Và chính cái sự hình dung, cái sự tưởng tượng đó, và mình sướng vào cái năng lượng mình nó lên, và mình đang lên các chi tiết để mình làm cái việc đó, và tự nhiên mình thấy nó rất là tuyệt vời. Bạn hình dung chưa? Nó là cái hoài nghi nó đi qua một bên, lên cái hạch làm. À, nó là tất cả chúng ta cần phải gì? Tập trung vào cái ước mơ của mình, tập trung vào cái tầm nhìn của mình, tập trung vào cái khát khao của mình, tập trung cái ngày mà mình đạt được cái việc đó, thì tự nhiên mình thấy mình nó đã, mình sướng lắm. Ví dụ các bạn chưa có nhà ở đất Sài Gòn này, thì các bạn phải hình dung là một ngày nào đó bạn có cái nhà ở đất Sài Gòn này. Các bạn phải hình dung chứ, bạn nói ấy là bạn nói là bạn không hình dung thì không được, ok chưa? À, bạn phải hình dung. Bạn pha mình ghê quá, mình không hiểu bạn nói cái từ ghê quá là cái từ gì. Tại sao bạn hình dung cái chữ ghê quá? Phải hình dung cái điều tuyệt vời chứ, sao bạn pha minh bạn hình dung cái từ ghê quá? Ghê quá nghĩa là cái gì đó nó ghê quá. Vậy thì mình không thể trở thành cái gì đó nó ghê, mà mình luôn trở thành cái gì đó nó vô cùng tuyệt vời. Mình luôn trở thành một cái gì đó nó hay, và mình luôn trở thành một cái gì đó ý nghĩa. Và con người của chúng ta luôn muốn trở thành, mình là một phần của ý nghĩa, chứ không ai muốn trở thành một cái gì nó ghê quá. Bạn hình dung chưa? Nên cái điều đó nó không có phù hợp, mà bạn phải nói là ồ, cái hình dung này nó rất tuyệt vời, cái hình dung này nó hay, cái hình dung này nó quá giá trị, cái hình dung này nó mang nhiều ý nghĩa, chứ cái hình dung này nó ghê quá. Chả ai muốn trở thành một điều ghê quá, tất cả ai cũng muốn trở thành một điều tốt đẹp hoặc là một phần của sự tốt đẹp. Bạn hình dung chưa? Và khi mình hình dung cái điều gì đó thì nó luôn là hình dung cái điều ý nghĩa và tốt đẹp. Bạn hình dung ra cái này chưa? Ok chưa? À, vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn đến cái điều thứ 10. À, vậy thì bây giờ mình muốn chia sẻ bạn thêm cái điều 11. Các bạn có muốn mình bonus cái điều 11 không ạ? À, bạn Minh Dũng rất là tuyệt vời. À, bạn Hồ Văn An hình dung điều mình muốn đạt được rất là tuyệt vời. Các bạn muốn mình bonus cái điều thứ 11 không ạ? Nếu mà các bạn muốn mình bonus cái điều thứ 11 nữa thì các bạn comment xuống. Mình vẫn chưa dừng đâu. Chưa dừng đâu. Ok chưa? À, bạn Phan Minh sao mà lại bây giờ bạn lại hì hì, bạn lại cười nha. Ok, nghĩa là cái ý của bạn nó như thế nào nha. À, mình chưa đâu, hãy theo dõi livestream này, chưa đâu. Và mình sẽ nói cái livestream tiếp theo nữa, là cái livestream rất là tuyệt vời. À, cái livestream rất là tuyệt vời. Nó là đừng có đi ngủ sớm, hãy từ từ, hãy xem cái livestream này chưa xong. Các bạn có muốn mình bonus cái thứ 11 à? Muốn thì các bạn comment xuống, các bạn nói muốn bonus cái điều thứ 11 đi. Vâng, cái điều thứ 11 thì ghi rằng ai cũng phải bắt đầu. Để chúng ta gì ạ? Chúng ta muốn đạt được những gì trong cuộc sống này thì phải có sự bắt đầu. Bắt đầu dù nhỏ hay dù lớn, gì cũng phải có sự bắt đầu. À, ai cũng phải bắt đầu. Bạn Trần Duy Minh Thiệu cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nào lần đầu tiên biết đến mình nhớ kết bạn với mình nhé. Nhớ follow Facebook của mình, nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà của các bạn, bởi vì nó vô cùng hữu ích đối với các bạn, vô cùng hữu ích với những người bạn của bạn xem. Ai cũng phải bắt đầu. Muốn thành công thì hãy bắt đầu. Muốn có doanh nghiệp thì hãy bắt đầu. Muốn có một căn nhà thì hãy bắt đầu. Ai cũng phải bắt đầu. Muốn có cái gì trong cuộc sống thì hãy bắt đầu. Bắt đầu điểm xuất phát, bắt đầu một bước đi đầu tiên. Bạn muốn lái được xe thì hôm nay bạn phải bắt đầu. Bạn muốn nói được ngoại ngữ thì hôm nay bạn cũng phải bắt đầu. Ai cũng phải bắt đầu.
không ai tự nhiên mà có. Bạn nhận ra điều này này chưa? Bạn đã bắt đầu rồi. Ví dụ bạn nào bắt đầu đọc quyển sách của mình, nghĩa là bạn đang gieo cho mình cái khái niệm làm chủ doanh nghiệp. Bạn bắt đầu đến cái lớp này, nghĩa là bạn đang gieo một cái hạt rất là nhỏ để chúng ta bắt đầu một doanh nghiệp của mình. Bạn bắt đầu đi tìm kiếm khách hàng hôm nay, nghĩa là bạn bắt đầu đi vào hành trình kinh doanh. Bạn bắt đầu đi tìm kiếm sản phẩm, nghĩa là bạn đang bắt đầu chăm lo cho cái gì? Cho cái cây kinh doanh của mình, cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Ai cũng phải bắt đầu. Muốn làm đạt cái gì thì phải bắt đầu. Bắt đầu nhỏ cũng được. Đừng bao giờ mà ngồi đó chờ. Không được chờ. Chờ rằng đủ kinh nghiệm, không được. Chờ đủ tiền, không được. Chờ ai đó giúp, không được. Chừng nào nó mới có. Nên phải gì? Phải bắt đầu. Bắt đầu một việc gì đó. Bắt đầu bằng việc đọc một quyển sách về lĩnh vực đó. Bắt đầu từ việc đi tìm ai đó hỏi về một cái kinh nghiệm. Bắt đầu từ việc tham gia một cái lớp học. Bắt đầu từ việc đi tìm kiếm một cái sản phẩm gì đó. Tất cả hãy bắt đầu, không được ngồi chờ. Em chờ em đủ kinh nghiệm, em chờ em đủ tuổi, em chờ em có sản phẩm tuyệt vời, em chờ. Không có chờ. Không có chờ. Hãy bắt đầu. Bạn hình dung chưa? Hãy bắt đầu cho một cái việc gì đó. Hãy bắt đầu suy nghĩ về nó. Hãy bắt đầu làm quen một người về lĩnh vực đó. Ok chưa? Trút vào muộn vậy, không có khi nào muộn hết. Hãy bắt đầu à, lúc nào cũng kịp hết. 70 tuổi cũng bắt đầu được. Tuần vừa rồi có cái chú đi học 69 tuổi, chú sinh 69 tuổi. Và chú nói là chú phải học để gì à? Để chú lấy lại những gì chú đã mất trước đây. Bởi vì chú không biết những cái này. Bạn hình dung chưa? Nên ai cũng phải bắt đầu à, không được chờ. Và bây giờ các bạn có sẵn sàng mình chia sẻ cái điều thứ 12 chưa? Sẵn sàng, sàng chưa? Làm gì thì cũng phải hạnh phúc. Điều thứ 12 là hạnh phúc. Làm gì thì chúng ta cũng phải hạnh phúc. Chúng ta không được chờ rằng hạnh phúc nó sẽ tới. Hạnh phúc là do chúng ta tự tạo. Hạnh phúc là cái sự cảm nhận. Hạnh phúc là cái việc chúng ta làm cái gì đó để chúng ta đạt được thì chúng ta hạnh phúc. Chứ không phải ngồi đó để chờ ai đó mang hạnh phúc đến cho mình. Hạnh phúc đó chính là cái cách nghĩ. Các bạn hình dung ra điều này này chưa? Hạnh phúc đó là cái sự suy nghĩ và cái sự cảm nhận. Ví dụ, mình ví dụ cho các bạn. Mình chia sẻ cái live stream này cho các bạn. Và mình ngồi hồi nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ với các bạn. Thì mình cảm nhận rằng đây là hạnh phúc. Và thế là mình hạnh phúc. Và thế là mình vui. Còn nếu mà mình suy nghĩ điều ngược lại. Wow, hồi nãy giờ chia sẻ cái live stream này cả một tiếng đồng hồ, nói liên tục, mệt quá. Thì tự nhiên bạn không hạnh phúc. Bạn nhận ra điều này chưa? Tự nhiên bạn không hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự cảm nhận. Chúng ta cảm nhận mọi việc chúng ta làm, đó là hạnh phúc. Chúng ta cảm nhận việc bắt đầu, đó là hạnh phúc. Chúng ta cảm nhận việc tối nay chúng ta ngồi xem live stream này, đó là một điều hạnh phúc. Bạn hình dung chưa? Hạnh phúc là sự cảm nhận. Bạn hãy cảm nhận nó một điều rất là tuyệt vời, thì lúc đó bạn sẽ hạnh phúc. Bạn nếu mà bạn nghĩ rằng hồi nãy giờ bạn xem live stream này và nó không ý nghĩa gì hết, thì tự nhiên bạn như thế nào? Bạn không hạnh phúc. Vậy ai là người lãnh nhận cái hạnh phúc đó? Bạn. Và ai là người không hạnh phúc? Cũng chính là bạn. Hạnh phúc đó là sự trải nghiệm. Hạnh phúc đó chính là việc được làm. Hạnh phúc đó chính là cái sự cảm nhận. Hạnh phúc đó chính là cái cảm xúc của bạn. Nên mỗi ngày chúng ta đều cho phép chúng ta hạnh phúc. Tuy nhiên, một điều nữa mình gửi đến các bạn. Hạnh phúc các bạn rất là dễ bị đánh mất. Vì sao? Nguyên tắc khi chúng ta mới làm được một cái gì á, chúng ta vừa đạt được là chúng ta hạnh phúc, chúng ta sướng, sướng quá, sướng ghê gớm quá. Ví dụ, bạn chưa bao giờ có cái chiếc xe. Hồi kia có một bạn chia sẻ cho mình em lần đầu tiên em mua được cái chiếc xe trong đời của em vui nó không thể chịu được. Nhưng mà cái cảm hạnh phúc sung sướng đó nó đến với em, nó như thế nào ạ? Nó chỉ có được 3 tuần thôi. Bắt đầu tuần thứ 4 em thấy bắt đầu nó phiền phức.
bạn hình vô chung chưa. Nên tại sao nó phiền phức, em thấy đi đâu em cũng ôm nó theo hết, à chi phí nó rất là cao, à từ lúc mua xe về em bị phân tâm à với nó nhiều hơn, ok chưa. Nhưng mà lúc đầu thì bạn rất hạnh phúc. Nên là một điều của cái chữ hạnh phúc á là bạn rất là dễ bị đánh mất, vì nó là cảm xúc mà, nên bạn dễ bị mất lắm. Vậy thì bạn phải hiểu cái nguyên lý hạnh phúc rất dễ bị đánh mất, và chính vì nó rất dễ đánh mất nên mọi người mới đi tìm hạnh phúc, và chính vì nó rất là dễ mất nên mọi người mới quý nó, mọi người mới đi tìm hạnh phúc để mọi người muốn gì, muốn có được nó, muốn giữ nó. Vậy thì chúng ta giữ nó bằng cách nào? Đó chính là cảm nhận, đó chính là suy nghĩ, đó chính là những cái gì tư duy. Và đây là điều lý do mà mình muốn nói tới cái điều này, để mình biết live stream hôm sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 điều giúp cho bạn hạnh phúc. Ok, vậy chủ đề live stream hôm sau các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nếu bạn nào thấy rằng cái chủ đề hôm sau là tuyệt vời thì bạn comment vào, các bạn nói chủ đề hôm sau quá tuyệt vời và tôi phải đón xem. À, chủ đề hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn 10 điều giúp cho bạn hạnh phúc, 10 điều giúp cho trạng thái tinh thần của bạn đạt được một cái trạng thái tràn đầy, fulfillment. Trong tiếng Anh nó có từ là fulfillment, là một cái cảm giác rất là tràn đầy, một cảm giác rất là no đầy, no đầy trong tâm hồn, no đầy cái thế giới bên trong của bạn. Và cái cảm giác tràn đầy đó nó như thế nào ạ? Nó được gì ạ? Nó được toát ra bên ngoài. Bạn hình dung chưa? Và chủ đề hôm sau mình sẽ chia sẻ 10 điều giúp cho bạn hạnh phúc. À, các bạn thấy cái chủ đề này nó có hay không ạ? Nếu chủ đề này có hay thì các bạn phải comment vậy, là các bạn phải. Tuy nhiên hôm sau là bữa nào? À, tối mai không được, tối mai mình có lớp rồi. À, tối mai mình có lớp Beatbox thứ 14, mình đang phải sinh hoạt lớp rồi. Tối mốt cũng không được, tối mốt mình có lớp kinh doanh và khởi nghiệp miễn phí 3 tiếng đồng hồ. Tối thứ sáu, cái chủ đề 10 điều tuyệt vời này, 10 điều giúp cho bạn hạnh phúc sẽ được chia sẻ vào buổi tối thứ sáu lúc 21:30 tối thứ sáu. Và bạn nhớ đón xem cái chương trình này, ok chưa? Và chia sẻ cho nhiều người xem, bởi vì cái hạnh phúc chúng ta rất dễ đánh mất, nên các bạn phải cần có được cái bí quyết này. Các bạn thấy cái chủ đề này nó tuyệt vời không ạ? Nếu nó tuyệt vời thì các bạn hãy comment vào, các bạn nói tuyệt vời. Và mình có một chút quảng cáo, ok chưa? Mình có ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. Quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, 101 Câu Chuyện Kinh Doanh Từ Đời Thường. Và cái quyển thứ ba là Bì Dân Đời Quay. Cái quyển này bằng tiếng Anh, các bạn mua trên Amazon, ok chưa? Rất là vui. Buổi tối hôm nay bây giờ đã là 11 giờ rồi mà các bạn vẫn còn ngồi đây giữa mình, rõ ràng các bạn đang hạnh phúc và rõ ràng mình cũng đang hạnh phúc. Chúng ta là những người rất là hạnh phúc nên chúng ta gặp ở đây. Và nhớ buổi tối thứ sáu xem cái 10 điều hạnh phúc. Chúc các bạn tối nay ngủ thật ngon và rất là fulfillment. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.